Đi tiếp các bạn nha, đi tiếp cái bộ vòi sen, vòi vệ sinh, nhầm mang vòi vệ sinh nha. Thì mua cũng lâu rồi, 27 tháng 3 tới giờ, giờ tháng 9 nữa mà. Tháng 4, tháng 9, 5 tháng rồi chứ đâu có đến đâu ha. Các bạn thông cảm nha, ở phòng trọ, ở bên Hồng có bà chị bà dạy con hay ồn. Rồi, mình sẽ phui luôn các bạn ha. Rồi, tại vì mình tranh thủ rồi, tranh thủ một vài bữa mình nhiều quê mình khui hết. Đấy, chuyến này là về quê cắm câu. Đấy, về quê cắm câu không ở trên Sài Thành này nữa, không ở trên Sài Thành này nữa, ở mấy năm mà chán rồi nha, về quê làm lại sự nghiệp ấy. Có gì thay đổi hay không? Cũng không thay đổi thì mình sẽ lên phố mình đi tiếp con đường, của mình các bạn ha. Là mình sẽ học nâng cao ở phần cứng để mình chia sẻ với các bạn nhiều cái hay nữa, chứ biết phần mềm mà không biết phần cứng cũng dở các bạn nha. Rồi đây cái thông tin, một số ít thông tin, rồi một số ít về thông tin sản phẩm này các bạn nha. Đây hướng dẫn sử dụng đây. Có nhiều chi tiết cũng khá là hấp dẫn. Quảng cáo sản phẩm á các bạn. Các bạn có thể dừng các bạn xem nha. Đây, mình chỉ giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Rồi, chúng ta đi vào cái sản phẩm đây. Cái này mình cũng không có thời gian để mà test cho các bạn coi ha. Mình chỉ mở khui hàng cho các bạn coi về cái bên ngoài, cái dáng vóc bên ngoài của em nó thôi. Đây có địa chỉ nha các bạn ha. Bạn nào chúng ta có muốn đến trực tiếp mua thì chúng ta theo cái địa chỉ này, đây, địa chỉ bán này, địa chỉ bán hàng đây. Tất cả những cái video mình đăng, mình hầu như có đăng địa chỉ hết. Các bạn gần thì chúng ta đến mua trực tiếp, khỏi mất mua online, mất công không như ý mình. Đến trực tiếp chúng ta lựa cho nó dễ. Cái này là ép ép chín rồi các bạn nha, keo ép chín này, cái bắt buộc mình phải khui một cái rồi đó, khui một cái mình xài đi, còn cái rồi để mình để cho bên bên vợ mình xài. Mình thì mua hờ không à, nào có gì khuyến mãi thì mua rồi đỡ mất công. Cần cái lúc cần không có vậy lại à, qua cái đợt cái nó hết giảm rồi mà, lúc tranh thủ hàng giảm giá cũng 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 được, tính ra giá hành nó cũng mềm ha. À, đây có địa chỉ luôn các bạn ha, Aerolite, website aerolite.com.vn các bạn nha. Đây, mình để qua một bên đi. Bao trong thì mở dễ hơn, nó là cái dạng mình chốt dài. Đây sản phẩm này nó có điểm gì, điểm nhấn gì chúng ta xem thử ha. Đây, bạn xem đây ha, trên cái đầu nó có khắc khắc thương hiệu nè. Đây cái này là cái nắp gì đây, cái này là xoay các bạn nha, ngậm chặn đừng có cho hư hỏng hay như thế nào đó. Wow, cái ron, chống nước nè, chống rỉ nước nè các bạn ha. Đây này cái khớp, tầm giá này chất lượng nó cũng tương tương đương các bạn nha. Chất lượng inox này thì nó cũng tạm ổn á, tạm ổn thôi, đối với mình tạm ổn thôi, chứ cái màu inox thì nó không được đẹp lắm, tiền nào của đó thôi. 180 mấy nghìn mà hai bộ thì giá nó cũng mềm lắm rồi, thì chất lượng nó phải như vậy là đúng rồi. À, các bạn thấy không? Bên trong ruột này, cái vải khá là chắc các bạn. Cái này là dạng dù ha, dù giống như dạng dây dù các bạn, nó bao ngoài lớp trong cái ống nhựa. Nói chung là ok,
này xài chắc năm mấy 2 năm gì cũng được, xài kỹ hơn 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 2 năm. Đây mình coi nó có độ thun không, có độ thun ít sao, vừa ha, vừa phải nha. Đây đây là cái đồ gác các bạn nha, cái đồ gác thì đó mình cho các bạn xem các bạn biết nha ha. Chất liệu mũ nè, chất liệu này mũ giả inox, giả inox khá là nhẹ, này cũng tạm ổn. Đây, cái vòi chủ yếu là cái thành phần chính, nhân vật chính là cái này. À, này khá nhẹ các bạn nha, nó inox giả các bạn nha, inox giả nó không nặng, nó là dạng mũ, mũ giả inox ha, mũ lớp sơn thôi, lớp sơn là của inox. Nhưng mà cái này là không phải là inox, cái này mình nghĩ là nhựa, mình đoán là nhựa các bạn nha, nhựa mà sơn inox, nhựa sơn inox các bạn nha, nhựa là sơn inox. Mở này ra biết liền nè. Đấy, này là nhà giả không bạn nha, là toàn là lớp sơn thôi ha, ừ. Toàn là những lớp sơn thôi. À, gặt cho nó chết, chết vị trí được các bạn ha, gặt cho nó chết một vị trí được nè. Đấy, gặt rồi cái này nó bay ra luôn nè, không biết bên nào đây, gắn đại vô đi. Gắn vô không biết đúng không nữa, hãy gắn đại vô đi rồi nữa xài tính sau. Rồi ok, cái này khá là nhẹ, tầm giá này là xài xài tạm ổn. Mình thì là cái tiêu chuẩn mình xài cái bồi toilet nó hơi cao xíu, tại mình ngồi lâu lắm, mình ngồi trong toilet lâu lắm, mình đi là đi đi cho hết rồi mình mới ra. Chứ mình không chịu ba mớ khó chịu, mà đi nó mất thời gian, đi 2 3 lần. Các bạn nào mà đi đi mà đi toilet hay là đi mà đi cũng hết á, người ta đi cái lát cái mắc nữa cái người ta đổ thừa cũng cũng không hay. Đi nào sập mà chúng ta cảm thấy cái vùng ở bên cái bụng phải các bạn, cái vùng bụng phải phía dưới đó, góc phải phía dưới đó, ha, mình thấy nó cảm thấy nó trống nó nhẹ luôn ha, là mình bị đi mới sạch các bạn ha. Còn nếu mà cái thằng đó nó còn nặng, nó còn vướng vướng gì đó là có nghĩa là mình còn. Rồi các bạn đi sao đó đi, rồi nó cũng kinh nghiệm chắc nhiều người chắc cũng biết rồi, mình chia sẻ thêm xíu thôi, là thấy có nhiều người đi vô rồi lát nó đi tới lui 2 3 lần đó, thì cái chuyện mà ăn không tiêu hay là bị đau bụng này kia đó nó cũng ảnh hưởng một phần. Nhưng mà nếu chúng ta đi hết thì chúng ta khó đi lại lần 2 lần 3 lắm. Rồi mà chia sẻ với các bạn như đây thôi nha, cái này cũng không có gì đặc biệt nhiều ha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.